Giới thiệu các bạn, đây là giống dưa hấu Thành Long TN522, giống dưa Mỹ, đặc tính giống trái hình oval, nền xanh trung bình, sọc đen, vỏ dày trung bình, ruột đỏ đậm, chắc ruột, ăn ngon, trọng lượng trung bình từ 2,6 đến 3,5 kg một trái. Thời vụ gieo trồng, giống trồng được quanh năm. Vụ chính là Đông Xuân, miền Nam. Thời gian thu hoạch từ 56 đến 62 ngày sau khi gieo. Khoảng cách trồng từ 0,4 m nhân 5 m. Lượng giống trung bình từ 50 đến 60 g trên 1 ngày mét vuông. Có thể là 20 g, khoảng 20 g khoảng tầm 500 hạt. Giống xuất xứ từ Thái Lan. Mặt sau bao bì có ghi thông tin công ty. Bạn này đặt giống thì liên hệ số điện thoại bên trên màn hình. Tạm biệt.